Bánh canh lưỡi heo như tô ta 1 chục 30 thôi. Xuất xứ Sài Gòn. Bên ơi, là bưng vô nè con, bưng rang nè con. Sô-cô-la hả? Sô-cô-la ít nha. Nấu bên kia để cho cái nước nó ngọt. Cho ít đi. Sô cô la. Quay nãy giờ giống nhau. Bánh canh. Sáng nấu 2 ký lưỡi heo. 2 ký lưỡi heo bỏ vô trong làm sạch xong rồi bỏ vô nấu nước dùng. Bỏ một ấm mốc, một củ củ gì ta? Củ cải trắng. Một củ một cái quả của cây đỏ. Với lại một cái quả bắp. Ở chung nấu với lại luộc 2 ký lưỡi heo cho nó chín. Xong rồi lấy cái nước dùng này ăn với bánh canh. Làm ít hành ngò ha. Hành chứ không có ngò. Rồi bỏ thịt lưỡi heo đã cắt vào tô. Ăn bao nhiêu thì lấy thêm bấy nhiêu. Múc cho mọi người một khúc bắp, một ít cà rốt, một ít củ cải trắng, nước thật là sôi cho nó nóng cái bánh canh. Bánh canh này luộc bằng nước rồi, nước sôi rồi. Wow, nhìn hấp dẫn không? Enjoy yourself. Bánh canh này theo kiểu người Sài Gòn pha lẫn miền Tây. Bánh canh là có rau, có giá. Một tô bánh canh này là lần đầu tiên mới ăn bánh canh đây nha. Bánh canh lưỡi heo. Có củ cải trắng, cà rốt, đặc biệt là có bắp. Bánh canh này là bánh canh tròn kiểu miền Nam. Với lại hôm nay ăn bánh canh nè. Ủa ăn bằng đũa mới đọt á chứ. Vậy đâu được ăn bánh canh bằng muỗng đúng không?
Đây là có thêm cái món gà, chân gà xá tắc. Chấm với lại muối xanh, muối ớt xanh. Còn bánh canh thì ăn thêm với lại chấm nước mắm nếu mà làm thấy lạ. Thôi bây giờ thử thôi. Nước lèo trước cái coi. Cái gì mà ngon á là phải có nước lèo ngon mới được. Ngon lắm luôn. Rồi, nước lèo có bắp, có cà rốt với lại củ cải trắng ngọt. Tuy nhiên nếu mà thích á, chơi thêm miếng nước mắm. Đó, mình chơi luôn luôn chơi nước mắm. Mắm vô cho nó đậm. Rồi, thử một miếng thịt coi. Thật quá ngon. Rồi thì thêm một miếng giá. Rau sống. Này ăn theo kiểu miền Tây, miền Nam mà. Nên là giá rau còn chán luôn. Thấy món này thế nào? Ngon. Ngon cái vị thế nào? Bánh canh nó dai dai. Thịt lúc nào chả ngon. Cà rốt thì nó ngọt. Ăn chung với bắp thì nó nước vừa ăn. Món này ăn uống sữa luôn hả? Món này ăn được không? Thấy nó sao? Ăn mấy tô? Ăn mấy tô được đi? Cắt được 2 tô, 1 tô hả? Ăn về chiều nghỉ chơi luôn hả? Rồi. Còn chân gà hả đó chứ. Món này món nhậu mà sao đưa lên bàn này kỳ quá đúng không? Rồi nhanh vậy? Xong rồi hả? Tô đâu hết rồi? Do tô để kìa. Giờ ăn thử chân gà. Đây là món tráng miệng. Món chân gà này là làm được mấy ngày hả? Hôm qua. Món này là để tủ lạnh nè. Với lại đi uống bia được. Miếng cà rốt rồi. Nói ngọt. Thử miếng bắp cái. Quá lạ. Rồi cũng vừa đủ ngon. Gà nó không sao? Ngon, cực ngon, chua. Cái gì không? Cái này để sướng nào? Nó vừa ăn không? Có kêu không?